Kính thưa quý vị, nổ bom tự sát ở Tây Nam Pakistan ít nhất 8 người thiệt mạng. Một vụ đánh bom nghi là nổ bom tự sát tại thành phố Quetta ở vùng Tây Nam của Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Trưởng ty nội vụ của tỉnh Balochistan, ông Akbar Durrani cho báo chí biết rằng một người cởi xe đạp đến gần một chiếc xe chở binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng khi xe này đậu tại một khu vực đông người rồi kích nổ quả bom. Các giới chức bệnh viện xác nhận họ đang chữa trị cho hơn 20 người bị thương trong vụ nổ lớn này. Trong số những người bị thương có 10 binh sĩ biên phòng và số còn lại là thường dân. Một người phát ngôn của phe Taliban ở Pakistan nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công. Ông này nói rằng vụ đánh bom được thực hiện bởi một thành viên của biệt đội quyết tử. Bên cạnh những vụ bạo động do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, tỉnh Balochistan còn bị rối loạn bởi một cuộc nổi dậy của những người đòi ly khai thuộc sắc tộc Baloch. Nhóm đòi ly khai này thường tấn công các lực lượng an ninh và các cơ sở của chính phủ.